Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã làm việc tại tỉnh Hòa Bình về tình hình phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh các xã đặc thù, vùng khó khăn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 9 tháng năm 2021, với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác quốc phòng quân sự địa phương của tỉnh Hòa Bình được triển khai toàn diện như công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, giáo dục quốc phòng an ninh, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác huấn luyện, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh. Trong những năm qua, các xã, khu vực đặc thù, vùng khó khăn đã được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, người dân được vay vốn ưu đãi. Các địa phương, khu vực đặc thù, vùng khó khăn đã kết hợp giữa phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Cơ cấu kinh tế các xã trong vùng có sự chuyển dịch tích cực, đời sống không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân các xã, khu vực đặc thù, vùng khó khăn ước đạt 32,4 triệu đồng một người một năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó phân tích về điều kiện phát triển kinh tế, quy mô kinh tế các xã vùng đặc thù, khu vực khó khăn chủ yếu còn nhỏ, xuất phát điểm thấp, chất lượng tăng trưởng chủ yếu phụ thuộc vào tăng vốn đầu tư và lao động. Một số xã đã phát triển các cây hàng hóa có giá trị cao nhưng còn manh mún phân tán, việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo về phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng các xã, khu vực đặc thù, vùng khó khăn. Nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc giữ gìn, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các xã đặc thù, vùng khó khăn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị Bộ Quốc phòng kiến nghị chính phủ có chính sách đặc thù, ưu tiên phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo điều kiện về nguồn vốn, cơ chế vốn để thu hút đầu tư và bổ sung nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhằm hoàn thành các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh, quan tâm quy hoạch, bố trí tạo nguồn, đội ngũ cán bộ là người địa phương, người dân tộc thiểu số trong quân khu và tỉnh Hòa Bình. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ ngành trung ương chỉ đạo thống nhất quy hoạch xây dựng tiềm lực quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng ở địa phương. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền tỉnh Hòa Bình trong công tác chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 chia sẻ với những khó khăn của người dân các xã đặc thù, vùng khó khăn, nhất là về đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập. Đề nghị tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm đến công tác quy hoạch hạ tầng cơ sở gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Hòa Bình để tham mưu chính phủ, phối hợp các bộ ngành xem xét giải quyết, giúp tỉnh Hòa Bình phát triển kinh tế các xã đặc thù, vùng khó khăn thời gian tới.